Đây chắc chắn sẽ là cô gái khiến các chàng trai quyết tâm một lần lên Hà Giang du lịch cho mà xem. Chuyện là cách đây một năm, khoảnh khắc bán lê, ổn ở gần dinh thự vua mèo cực xinh xắn của một nữ sinh bị dân mạng truy tùng info ráo riết không ngừng. Thậm chí tại thời điểm đó, cô bạn gì quá sợ hãi nên quyết định khóa Facebook. Nhưng dù không dùng thì những hình ảnh trước đó của gái xinh Hà Giang này vẫn được share mạnh mẽ. Được biết, nhân vật chiếm trọn bốt ly khi quý tên Giàng Thị Sinh, sinh năm 2003 và sống tại Hà Giang. Một năm trôi qua kể từ lúc nổi rần rần nhưng cái tên cô bé bán lê Hà Giang vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nhờ vậy mà quầy bán lê của cô bạn luôn tấp nập du khách hiếu kỳ đến mua. Giới phượt thủ hay kháo nhau rằng lên Hà Giang mà chưa từng gặp cô bé bán lê thì phí cả chuyến. Gương mặt Barbie, đáng yêu của cô bạn. Một năm trở lại, Giàng Sinh nay đã 16 tuổi, vẫn tiếp tục công việc làm thêm này của mình mà thôi. Song song đó cô bạn hoạt động mạnh mẽ hơn trên Facebook và thu về 335k follower. Cô bạn sở hữu gương mặt Barbie với làn da hồng hào đáng yêu, đôi mắt biết cười và khóe miệng xinh xinh. Giàng Sinh gợi lên ấn tượng dễ thương, ngọt ngào, chuẩn vui mối tình đầu trong mơ của nhiều chàng trai. Có lẽ vì thế mà Giàng Sinh gây sốt trong các trao gái xinh, được nhiều fan nam ái mộ. Giàng Sinh cười một phát là tim cát, anh Đức Phanh. Hình ảnh cô bé bán lê trong trang phục dân tộc gây xao xuyến. Trong cô bạn lúc nào cũng một mạc.